Em không muốn nhắc tới anh ấy, nhưng rõ ràng là chú Quân và anh Vincent đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Ba em chỉ đang giận anh Vincent, cho nên là làm như vậy thôi. Anh và Vincent là bạn, không giúp được nhau thì không nên hại nhau chứ. Anh không biết em nghe chuyện này từ ai, nhưng anh không làm gì cậu ấy cả. Bộ em tưởng Vincent có thể ngồi đó cho ai thích làm gì thì làm hay sao? Em chỉ nhắc anh như vậy thôi. Cho dù có chuyện gì thì Vincent vẫn là bà của con. Đủ rồi. Một tiếng của Vincent, hai tiếng của Vincent, làm ơn tôn trọng anh một chút đi. Em coi anh là cái gì? Anh cũng là con người mà, đâu phải là sỏi đá đâu. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Con muốn hủy đám cưới. Đám cưới là trò để con tùy tiện luôn sao? Thích cưới là cưới, không thích thì hủy hả? Con có coi thể diện của gia đình này ra gì không? Con thấy không hợp thì không muốn cưới nữa ba. Không được. Khách đã mời, hai bên gia đình cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Lễ cưới sắp tân ngày, con đừng có bày chuyện trò gì nữa. Chuyện con có thai với Vincent đến hôm nay á đã đủ làm bà nhức đầu lắm rồi. Con nghe chưa? Cái điều ông cần làm là bằng cách nào đó khiến cho trái tim của anh Đào chỉ có một mình ông. Thì dù ông đi đâu đi nữa, trái tim của cô ấy vẫn chỉ luôn hướng về ông thôi. Mà để làm được, phải coi bản lĩnh của ông. Đó là con của con. Rồi sau này nó sẽ sống với một người đàn ông mà không phải là ba của nó. Thì nếu là chú, chú có thể là không bận tâm đến được hay không? Tôi thấy anh nên bình tĩnh đi. Chú Lâm nói cũng có lý đó. Đành rằng là con anh, nhưng anh không thể bắt anh Đào sống như vậy vì anh. Nếu không á, thì anh ly dị vợ đi, rồi cưới anh Đào. Trong suy nghĩ của tôi, không bao giờ có hai từ ly dị. Anh tham lam quá à. Những người tham lam thường sẽ không có kết quả tốt đâu.